Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cửa hàng YouTube Nông Cơ Phúc Luân anh em nha. Thì cửa hàng em là ở Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận. Những anh em nào quen biết rồi thì chắc chắn sẽ biết đến kênh em ha. Đó, thì hôm nay bên kênh em có lên cho anh em những cái mẫu máy cưa bên em hiện tại nha anh em. Steel ha, 021, Steel 170, Steel 021 ha, TOB. Đó, Steel 024 nè, Echo nè, đó, Shidawa. Đây là những mẫu máy cưa hiện tại bên em đang có rất là nhiều hàng luôn. Thì anh em có cần nhu cầu mặt hàng máy cưa nào thì anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng anh em nha. Rất là nhiều hàng luôn anh em, đẹp lắm ha. Nói chung là máy sát cũng có nè, máy sát, máy cắt cỏ cũng có, khá là nhiều đó nè. Đây đó, quá trời quá đất luôn anh em ha. Con nói chưa có bù rì á, gắn cái bù rì vô có hơi không? Đây, nhiều lắm nha anh em, hàng về hôm nay thì quá trời luôn. Đây, thì máy sát máy cưa thì cũng có luôn nha anh em. Máy sát máy cưa có rất là nhiều, anh em cần thì liên hệ với mình nha. Rồi, em đọc lại đầu số điện thoại của em là 034-434-1710 anh em ơi. 034-434-1710 nha. Đây, quá trời luôn ha. Đó, cả mấy cắt cỏ luôn nha. Có mấy cắt cỏ luôn ha. Địa chỉ của em là ở Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận anh em ơi. Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận ha. Đây là cơ sở 1, còn cơ sở 2 là thôn 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận. Anh em nào gần cửa hàng thì đến cửa hàng ủng hộ anh em nha. Đó, khá là nhiều để cho anh em lựa chọn đó nè. Quá trời bao la luôn nha. Rồi, bye bye anh em, tạm biệt anh em.